Sau đây là kết quả xổ số Cần Thơ thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 7, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7943, 1697, 8103. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9965. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55504, 14774, 97890, 84336, 57708, 72419, 10697. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94985, 51746. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95995. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61653. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 5, 9, 7, 4. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 5, 9, 7, 4.